Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Cuối tập 337, vừa từ thông đạo lao vào trong đại sảnh đã nhìn thấy Tần Trần ở đây làm huyết thủ vương vui mừng như điên, không chút do dự, huyết thủ già thiên liền được hắn thi triển ra, hướng Tần Trần đánh tới. Cứ nghĩ thực lực hiện tại đã hơn xa trước, thì một chưởng này là có thể diệt sát được Tần Trần rồi. Thế nhưng ngay sau đó lại khiến huyết thủ vương kinh sợ không thôi, hắn thấy Tần Trần không thèm thi triển ra dị ma áo giáp, đồng thời chỉ tùy tiện chém ra một kiếm, thế nhưng dưới một kiếm đó thì huyết thủ già thiên của hắn liền bị trấn nát không những thế bị kinh khủng kiếm ý chém trúng người làm hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu thân hình theo đó bay ngược ra sau chật vật đứng dậy trên mặt huyết thủ vương hiện rõ vẻ khó tin run giọng nói ngươi tu vi của ngươi thế mà đạt đến nửa bước võ vương tần trần nghe vậy cũng không có trả lời cầm kiếm sắc rỉ trong tay ánh mắt hắn chăm chú nhìn huyết thủ vương trong lòng thầm nghĩ xem ra thực lực của tên này tăng lên không ít lần này nếu muốn giết hắn e rằng cũng khó về phía huyết thủ vương cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của tần trần nhìn đến làm nội tâm hắn dâng lên một cổ sợ hãi không tên tiểu tử này không phải là muốn giết ta chứ ý nghĩ này vừa hiện lên thì huyết thủ vương đã thấy tần trần thôi động đại ấn màu đen hướng mình đập xuống rồi theo phản xạ huyết thủ vương vội vàng đánh ra một chưởng ngăn cản ngay khi chưởng ấn va chạm huyết thủ vương liền cảm thấy một cổ kình lực truyền đến đem hắn đánh lui lại phía sau vừa ổn định lại thân hình ngẩng đầu nhìn lên thì hắn lại thấy đại ấn lần nữa đánh tới rồi tức khắc hắn lại bị đánh lui lại sau mấy bước và cứ như thế tần trần thì liên tục phát động công kích còn huyết thủ vương thì liên tục chống đỡ thế nhưng sau một hồi gian nan chống đỡ thì cuối cùng huyết thủ vương cũng không thể chịu nổi trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó hắn vội vàng lên tiếng bảo tần trần dừng tay bản thân hắn có chuyện muốn thương lượng tần trần nghe vậy thì tạm thời không công kích nữa hắn muốn nghe xem tên huyết thủ vương này muốn thương lượng chuyện gì về phía huyết thủ vương không thấy tần trần công kích nữa thì hắn mới thở phào một hơi rồi liền mở lời nói về phi vụ bản thân muốn thương lượng đó là hắn muốn hợp tác cùng tần trần để phá vỡ quan cầu trước sau khi đem đồ đạc chia đều thì lại tiếp tục giải quyết ân oán sau và lý do hắn đưa ra là nếu cứ tiếp tục đánh đấm thế này đợi đến khi võ giả của bảy đại vương triều đến đây thì cũng không kiếm được gì chưa nói đến việc vì tần trần đắc tội với mấy vương triều nên khi đó dưới vây công của đám người này chỉ sợ tần trần chết như nào cũng không biết được nghe xong đề nghị của huyết thủ vương khóe miệng tần trần liền hiện lên nụ cười lạnh ngay khi đang định điều khiển đại ấn công kích tiếp thì đột nhiên tần trần như phát hiện ra cái gì thế là hắn liền thu lại đại ấn sau đó nhìn huyết thủ vương tươi cười nói sau khi suy nghĩ thì ta thấy đề nghị vừa rồi của ngươi cũng có chút đạo lý thật ra hợp tác cùng ngươi cũng không phải là không thể thế nhưng ta làm sao có thể tin tưởng được ngươi đây theo như ta thấy thì chúng ta cứ lập xuống thiên đạo thể ngôn trong thời gian còn chưa phân chia được mấy món đồ đạc kia thì phải đồng tâm chống địch nếu như làm trái sẽ bị trời chu đất diệt chỉ có như vậy thì ta mới có thể tin tưởng để hợp tác cùng ngươi được nghe tần trần nói vậy sắc mặt huyết thủ vương liền trở nên khó coi miệng lắp bắp nói cái này có cần thiết không tần trần nghe vậy cũng không có giải thích gì thêm khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh hát sắc đại ấn liền xuất hiện trong tay rồi lạnh giọng nói nếu đã như vậy thì chuyện hợp tác này miễn bàn đi nhìn thấy tần trần chuẩn bị động thủ huyết thủ vương cũng không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý với điều kiện của tần trần vẻ mặt có chút khó coi lên tiếng nói thiên đạo thể nguồn này ta cũng không có biết, làm sao mà lập thể bây giờ. Khóe miệng hiện lên nụ cười, từng trần thu hồi đại ấn rồi vui vẻ nói, cái này thì ngươi cứ yên tâm, thật may mắn là ta lại biết. Dứt lời, từng trần liền nặng ra một giọt tinh huyết, rồi hai tay ở trước giọt tinh huyết này cấp tốc vẽ ra một đạo phức tạp phù văn. Phù văn vừa hình thành, từng trần quay sang nhìn huyết thủ vương lạnh lùng nói, ngươi cũng nặn ra một giọt tinh huyết dung nhập vào trong đạo phù văn này đi, sau đó thì bắt đầu lập thể. Trên mặt hiện rõ phiền muộn, huyết thủ vương cũng đành nặng ra một giọt tinh huyết dung nhập vào phù văn kia sau đó lên tiếng ta huyết thủ vương lấy thiên đạo ý chí thề trước khi đem bảo vật trong đây phân chia xong thì ta cùng người này không tàn sát lẫn nhau nếu làm trái lời thề thì chết không yên lành tần trần nghe xong liền gật nhẹ đầu đồng ý rồi cũng lên tiếng luôn huyết thủ vương với ta cùng chung mối thù hai bên hợp sức kháng địch nếu huyết thủ vương vi phạm sẽ bị ngủ lôi oanh đỉnh chết không yên lành Nghe xong câu này của Tần Trần, làm huyết thủ vương tức đến thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu, cái này cũng gọi là lập thể sao, cái gì mà cùng chung kẻ thù, hợp sức kháng địch chứ. Đang định lên tiếng hỏi Tần Trần lập thể như vậy là có ý gì, thì đúng lúc này, hai đạo tinh huyết dung nhập vào trong phù văn kia liền bốc cháy lên, sau đó dung nhập vào trong hư không. Theo đó, huyết thủ vương cũng cảm nhận được, có một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt dung nhập vào trong thân thể, phản phất giống như tạo thành một đạo xiềng xích trói buộc lại linh hồn hắn vậy video đến đây là hết rồi để biết số phận của huyết thủ vương sẽ ra sao mọi người hãy vào danh sách phát cuối phim để xem tiếp nhé